Xin kính chào các anh chị, hội viên đầu tư giá trị vàng. Ở trong nội dung tuần này, vào ngày 10 tháng 11 năm 2023, AZFIN muốn gửi đến các anh chị phần 8 ứng dụng định giá PE so sánh định giá cổ phiếu MCH để gửi đến các anh chị tham khảo về cái phương pháp định giá PE so sánh khi áp dụng vào các cổ phiếu như thế nào. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ tổng qua một chút về MCH. Thì đây là công ty Masan Consumer, thành viên của tập đoàn Masan, nơi mà phụ trách các cái mảng liên quan đến các hàng hóa tiêu dùng, với cổ đông lớn nhất chính là công ty trách nhiệm hữu hạn Masan Consumer Holding, nắm tới 93,69%, và các cái cổ đông cá nhân khác bên ngoài chủ yếu là những cán bộ công nhân viên lâu năm chủ chốt của tập đoàn này. Từ đó thì họ được phát hành ESOP một phần, bên cạnh đó là trước đây thì họ cũng được mua một phần. Thế do đó là chúng ta thấy cơ cấu cổ đông của tập đoàn này về cơ bản rất là chặt chẽ, với cổ đông chính chính là thành viên của tập đoàn Masan. Điều này cho thấy rằng về cơ bản thì đây chính là một cái công ty gọi là gần như hoàn toàn có cái lưu hành phần lớn ở trong tay một cái nhóm cổ đông lớn chính là Masan, và cái lưu hành bên ngoài cũng tương đối ít. Tiếp theo là về một vài thông số về Masan Consumer. Thứ nhất là giá biến động trong 52 tuần qua là từ 57.600 đồng đến 83.400 đồng. Số lượng cổ phiếu lưu hành là 716,5 triệu cổ phiếu. Giá thị trường hiện nay là 77.000 đồng trên cổ phiếu. Vốn hóa thị trường là 55.000 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu thuộc cổ đông công ty mẹ tính đến hết quý 3 năm 2023 là 23.503 tỷ đồng. Như vậy chúng ta có thể thấy PB bằng khoảng độ 2.4 lần. EPS 4 quý gần nhất là 9.290 đồng. Thì đây là cũng là một trong những doanh nghiệp có EPS thuộc dạng cao top đầu của thị trường chứng khoán Việt Nam. PE là 8.34 lần, PB là 2.34 lần. ESOP tức là phát hành ưu đãi cho cán bộ công nhân viên là 961.000, chỉ tương đương với 0,134%. Như vậy cái mức ESOP này cũng tương đối nhỏ, không có gì lớn cả và không làm pha loãng lợi ích của các cổ đông một cách đáng kể. Tiếp theo về phân tích định giá MCH thì đầu tiên chúng ta sẽ điểm qua các cái lợi thế cạnh tranh của MCH, tiếp đó là định giá PE so sánh và có những cái kết luận đề xuất tham khảo. Thì để vào đánh giá về lợi thế cạnh tranh thì đầu tiên ta phải hiểu doanh nghiệp. Thì MCH là một thành viên của tập đoàn Masan, sở hữu rất nhiều các cái thương hiệu nổi tiếng và có cái lợi thế cạnh tranh rất mạnh. Phải khẳng định như vậy. Đầu tiên là đứng đầu thị phần về nước mắm, nước tương, tương ớt, tương cà, hạt nêm, rồi với hơn 60 đến 75% thị phần. Đứng thứ hai về mảng mì ăn liền với khoảng 25% thị phần. Đứng thứ hai về thị phần cà phê Hòa Tan với thương hiệu Vina Cà Phê Biên Hòa. Đứng thứ hai về nước tăng lực như là Wake Up 247, Hồ Văn và nhiều thương hiệu khác. Nước khoáng thì Vĩnh Hảo, Quang Hanh cũng hàng đầu. Bột giặt, nước rửa chén, đó là Nét, bột giặt Nét rất nổi tiếng, bia sư tử trắng Ruby, vân vân. Trà sữa thì với thương hiệu Phúc Long. Thì chúng ta sẽ cùng đi chi tiết hơn về cái sự khổng lồ của tập đoàn này nó như thế nào. Tập đoàn này đã gọi là có một vai trò lớn như thế nào trong cái lĩnh vực thực phẩm, hàng tiêu dùng của Việt Nam. Thì đầu tiên về đồ uống thì AZFIN xin tổng hợp lại gồm có 3 sản phẩm bia, đó là sư tử trắng, rồi là Ruby, vân vân. Rồi 10 sản phẩm cà phê của Vina Cà Phê Biên Hòa, một công ty chiếm tới 35 đến gần 40% thị phần cà phê Hòa Tan tại Việt Nam. Cùng với các cái hãng thống lĩnh Việt Nam như là Trung Nguyên G7, Nestlé, Nescafé cà phê đấy. Thì bên cạnh đó thì có 17 sản phẩm nước khoáng, chủ yếu là của Vĩnh Hảo và nước khoáng Quang Hanh ở Quảng Ninh, rất nổi tiếng, cả nước khoáng ngọt lẫn nước khoáng mặn, vân vân, và nước khoáng gọi là tinh khiết hơn. Và 5 sản phẩm nước tăng lực, 2 sản phẩm sữa hạt. Như vậy riêng cái mảng đồ uống anh chị có thể thấy lên đến 37 sản phẩm, loại sản phẩm. Về gia vị có 11 sản phẩm nước mắm, 9 sản phẩm nước tương, 6 sản phẩm hạt nêm, 2 loại sốt gia vị, 5 loại tương ớt, 2 loại tương cà. Như vậy về gia vị cũng có lên đến hơn 30 loại sản phẩm. Về thực phẩm tiện lợi thì lẩu tự sôi có 1 sản phẩm, 1 sản phẩm khoai tây nghiền, 1 sản phẩm mì nấu, 5 sản phẩm mì trộn, 7 sản phẩm mì từ gạo, 8 phần sản phẩm mì gói, 3 sản phẩm mì tô, 7 sản phẩm mì ly. Như vậy cũng đầy đủ đa dạng tất cả các phân khúc, vân vân. Rồi bữa ăn thay thế thì có 2 sản phẩm ngũ cốc,
Chăm sóc gia đình có 3 sản phẩm nước rửa bát, 11 sản phẩm bột giặt, 17 sản phẩm nước giặt và 3 sản phẩm sữa tắm. Qua đây có thể thấy cái mức độ khổng lồ như nào. Và những cái thương hiệu chúng ta thấy nổi tiếng nhất, ví dụ như là liên quan đến Chinsu, nước mắm, nước tương Chinsu, nước mắm Nam Ngư, rồi là tương ớt Chinsu, vân vân, Vina Cà Phê, vân vân. Rất nhiều các cái sản phẩm nổi tiếng hàng đầu Việt Nam như vậy. Tiếp theo là lợi thế cạnh tranh của Mercedes không chỉ nằm ở các cái thương hiệu nổi tiếng mà còn nằm ở việc sở hữu hệ thống phân phối rộng khắp với hàng trăm ngàn điểm bán của các đối tác nhà phân phối bán buôn bán lẻ vân vân. Bên cạnh đó thì trong tập đoàn Masan thì còn sở hữu thương hiệu Winmark, Winmark Cup, đó chính là thương hiệu bán lẻ đứng thứ hai Việt Nam về quy mô cũng như là doanh số, chỉ sau có Mart ở trong Sài Gòn thôi, trụ sở trong Sài Gòn thôi, còn Winmart và Winmart cộng đứng thứ hai với doanh thu khoảng trên 30.000 tỷ ở một năm và chiếm đâu đó khoảng độ 3 hơn 3 gần 4% so với thị phần toàn bộ Việt Nam. Thì nhờ sở hữu chuỗi này mà các cái sản phẩm của Mercedes cũng được tiêu thụ một phần khá lớn ở trong cái chuỗi này và mang lại được những cái kết quả kinh doanh tích cực, hỗ trợ lẫn nhau trong cái chuỗi phát triển. Tiếp theo là về kết quả kinh doanh của Mercedes thì tiếp tục tăng trưởng một cách ổn định. Đây là cập nhật kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023 của Mercedes. Đầu tiên chúng ta thấy doanh thu thuần cung cấp hàng hóa và dịch vụ đạt 19.748 tỷ, tăng khoảng độ 800 tỷ, hơn 840 tỷ so với mức 18.906 tỷ, tức là tương ứng với tăng khoảng độ hơn 4%. Mức tăng chưa phải là mạnh là nhanh, nhưng trong bối cảnh kinh tế Việt Nam hết sức khó khăn, tiêu dùng bị đình trệ thì cái mức tăng này được đánh giá là tích cực. Nếu mà kinh tế của chúng ta hoàn toàn trở lại bình thường thì mức tăng có thể lên đến khoảng độ 7 đến 10% trên năm. Và lợi nhuận gộp của doanh nghiệp này thì lại được tăng trưởng rất tốt nhờ vào việc có thể tăng được cái biên lợi nhuận lên với việc giá vốn hàng bán giảm đi và giá bán tăng lên, từ đó làm lợi nhuận gộp riêng quý 3 là đạt 3.370 tỷ, tăng khá mạnh so với mức 2.860 tỷ của quý 3 năm 2022. Như vậy tăng tới 510 tỷ, tương ứng với tăng khoảng 17% so với cùng kỳ năm trước. Còn 9 tháng đầu năm đạt 8.957 tỷ, tăng 1.000 hai gần 1.200 tỷ so với mức 17.784 tỷ, tức là tăng khoảng độ 14%, 14%, một mức tăng cũng rất tích cực nếu so với doanh thu tăng chỉ có hơn 4% và so với toàn bộ sự khó khăn của ngành hàng tiêu dùng trong năm 2023 này. Tiếp theo một cái hoạt động cũng cần phải chú ý, đó là hoạt động tài chính mang lại cái doanh thu lên đến 483 tỷ trong quý 3 2023, gấp 2 lần, hơn 2 lần so với quý 3 2022, và 9 tháng đầu năm thì mang lại 1.373 tỷ, gấp 2 lần so với mức 634 tỷ của 9 tháng đầu năm 2022. Điều này đến từ việc gọi là MCH cũng tăng cường việc kinh doanh nguồn vốn bằng cách là cũng đi vay với lãi suất thấp về và cho vay lại. Và cho vay lại ở đây ngoài việc gửi ngân hàng thì còn có cho vay lại nội bộ công ty liên quan đến hợp tác đầu tư, họ trả lãi cố định. Thì cái phần này thì nó là con dao hai lưỡi. Thứ nhất, nó mang lại cái kết quả kinh doanh cho tập đoàn này về mảng tài chính lợi nhuận rất cao, lên đến khoảng độ 900 tỷ. Nhưng mà trong 9 tháng và cả năm là hơn 1.200 tỷ. Nhưng mà đồng thời với đó thì nếu như những cái khoản tiền đó có thể mang đi trả cổ tức nhiều hơn thì có thể tốt hơn. Và hơn nữa thì những cái khoản liên quan đến hợp tác đầu tư này cũng làm cho nhà đầu tư có chút lo ngại nhất định khi mà nó liên quan đến tập đoàn mẹ, đó là tập đoàn Masan. Trong khi Masan thì hiện nay cũng đang khá là đói vốn, tuy rằng chúng tôi đánh giá sức mạnh vẫn tốt nhưng mà cái việc liên hệ quá mật thiết như vậy thì sẽ phần nào làm cho những cái lo ngại rủi ro nhất định. Tiếp theo là về phần chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp thì được quản trị khá tốt. Thì trước đây cái chi phí quản lý doanh nghiệp của tập đoàn này về cơ bản là thường tăng khá nhanh, khá mạnh, và tập đoàn này nổi tiếng với việc sẵn sàng trả lương cao để thúc đẩy mạnh. Nhưng mà MCH cho thấy là một cái sự ổn định trong hoạt động kinh doanh, do đó họ liên tục tiết giảm các cái chi phí khiến cho cái việc tăng trưởng cũng không quá cao, đúng không ạ? Chi phí này tăng trưởng không quá cao.
Chúng ta hoàn toàn có thể chấp nhận được. Có lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh thì trong 9 tháng đầu năm đạt 5.482 tỷ, thì tăng rất mạnh, tăng 1.300 tỷ so với 4.182 tỷ. Thì tăng tới hơn 30%, hơn 30% anh chị nhé, cho thấy một cái sự tăng trưởng kết quả kinh doanh rất mạnh, đến từ hoạt động chính, đến từ hoạt động tài chính, và từ đó góp phần tăng trưởng tốt. Về lợi nhuận kế toán trước thuế thì cũng tăng trưởng tương ứng. Lợi nhuận kế toán sau thuế thuộc chủ sở hữu công ty thì đạt 4.810 tỷ đồng, tăng rất mạnh 1.200 tỷ so với mức 3.602 tỷ, tương ứng với việc tăng khoảng hơn 30%. Thì đây là một cái mức tăng trưởng có thể nói là 34-35%, có thể nói là một mức tăng trưởng rất mạnh mẽ trong bối cảnh khó khăn và là hiếm có ở trên thị trường chứng khoán trong những giai đoạn vừa qua, tăng tới 34%. Và lãi cơ bản trên cổ phiếu từ EPS ấy, thì đạt 6.713 đồng, đúng không? Tăng 34% so với mức 5.031 đồng của 9 tháng đầu năm 2022. Từ đó có thể kết luận rằng cái kết quả kinh doanh của MCS đang ngày càng tích cực và tăng trưởng một cách bền vững. Và cái việc tăng trưởng mạnh này có một phần đến từ cái việc giữ lại một phần lợi nhuận để kinh doanh nguồn vốn, hay nói khác là đi gửi và cho vay. Tiếp theo về cái kết quả kinh doanh của MCS thì AZFIN dự báo thận trọng cho năm 2023. Doanh thu thì tương đương với 2021 kỷ lục từ trước đến nay. Còn về lợi nhuận thì lại lập một kỷ lục mới với mức lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ có thể đạt 6.600 tỷ. Thậm chí trong trường hợp tích cực có thể đạt thậm chí cao hơn mức 6.600 tỷ này, thì tương ứng với việc là tăng khoảng độ hơn 20% so với năm 2022, có thể nói một kết quả tăng trưởng bền vững. Và về doanh thu thì anh chị cũng có thể nhìn thấy tăng trưởng rất mạnh mẽ qua các năm. Còn 3 năm gần đây 2021, 2022, 2023 có sự khó khăn, thành ra cái việc tăng trưởng nó chậm lại, nhưng mà lợi nhuận vẫn tiếp tục tiến lên. Tiếp theo về sức khỏe tài chính thì AZFIN đánh giá lành mạnh. Về cơ bản vay ngắn hạn của công ty này là 7.700 tỷ, vay dài hạn hơn 300 tỷ, tức là vay khoảng độ 8.000 tỷ trên vốn chủ sở hữu 24.000 tỷ, thì tương đương với chỉ 33% vốn chủ sở hữu, là một mức an toàn và thận trọng. Nhưng nếu chúng ta nhìn sang cái tiền tương đương tiền cũng như đầu tư tài chính ngắn hạn của cái công ty này đã lên đến 8.360 tỷ, thì đã cao hơn cái nợ vay hoàn toàn rồi, thì cho thấy nợ vay ròng của công ty này bằng không, tức là họ hoàn toàn có thể thu tiền lại và trả toàn bộ nợ vay mà vẫn còn dư tiền. Tuy nhiên có một cái điều đó, vẫn còn thu tiền, anh chị lưu ý nhé, tức là nợ vay ròng bằng không, nhỏ hơn không, sức khỏe tài chính tốt. Tuy nhiên thì lại cũng có những cái rủi ro nhất định, đó là các cái khoản phải thu của cái công ty này tương đối lớn, lên đến 18.000 tỷ trên cái tổng tài sản ngắn hạn 28.900 tỷ. Thì khoản phải thu 18.000 tỷ này thì có phải thu của khách hàng 892 tỷ thì không vấn đề gì, rất bình thường. Trả trước cho người bán 314 tỷ cũng rất bình thường. Có cái khoản gọi là cho vay ngắn hạn rồi, và phải thu ngắn hạn khác, thì hai khoản này lên đến hơn 16.600 tỷ. Thì đây là những cái khoản mà có thể được giải thích, đó là các khoản đặt cọc cho hoạt động đầu tư. Thì các khoản này thì được cam kết có lãi cố định, thì chúng tôi hiểu là có thể là họ cho vay các cái thành viên các cái công ty liên quan trong tập đoàn, từ đó thì thu được lãi cố định, và chúng ta nhìn thấy lợi nhuận từ hoạt động tài chính cũng rất cao và tăng rất mạnh như vậy, đó là từ các cái khoản này. Thì đồng thời với đó là cơ hội mang đến, đó là tăng lợi nhuận tài chính, nhưng mà rủi ro thì ở đây nó cũng tương đối lớn, đó là bỏ một phần khá lớn tài sản vào trong cái việc hợp tác đầu tư cho vay, không phải cái hoạt động kinh doanh chính, thì đây cũng có thể là một cái dấu hỏi cho tập đoàn này. Tuy nhiên nếu mà xét chung cả thì chúng tôi vẫn đánh giá ổn, bởi vì riêng cái khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tức là gửi ngân hàng và tiền tương đương tiền lớn hơn nợ vay, thế do đó là cái khoản gọi phải thu này, tức là một cái khoản thặng dư ra bên ngoài. Nếu mà khoản này kể cả có duy trì đang chi đi chăng nữa, và những cái khoản lợi nhuận trong tương lai chia đều thì cổ đông vẫn được rất lớn, không vấn đề gì nhiều lắm, nhưng mà lưu ý là có rủi ro. Tiếp theo về cái dự báo kết quả kinh doanh và các cái rủi ro khác đối với MCS. Đầu tiên là MCS đang ngày càng mở rộng một cách mạnh mẽ từ những thương hiệu thị phần, họ liên tục mua bán sát nhập các cái thương hiệu lớn ở Việt Nam và thúc đẩy các cái thương hiệu đó tăng trưởng và phát triển mạnh.
tận dụng cái năng lực marketing cũng như hệ thống phân phối của Masan, từ đó nâng cao cái hiệu quả của chuỗi giá trị. Thì chi tiêu cho tiêu dùng thiết yếu của người dân thì vẫn dự báo tiếp tục tăng trưởng nhẹ. Và tăng trưởng của MCH thì AZFIN đánh giá trong 3 đến 5 năm tới có thể từ 8 đến 11% trên năm, nhờ vào việc là GDP chúng ta sẽ trở lại, rồi là MCH sẽ có thể tối ưu thêm nhờ cái năng lực tài chính tốt, tăng cường thêm các cái lợi nhuận từ hoạt động tài chính vân vân. Việc tăng 8 đến 11% một năm không phải là quá khó với công ty này, trong khi cái năm vừa 2023 được dự báo tăng trưởng trên 20%. Về rủi ro thì ngành hàng tiêu dùng là một ngành ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân. Thế do đó là cái vấn đề an toàn thực phẩm thì rất được người dân quan tâm và chú trọng, xã hội chú trọng. Bởi vậy cho nên là nếu mà có xảy ra cái rủi ro gì liên quan đến an toàn thực phẩm thì sẽ rất là nguy hiểm đối với các công ty hàng tiêu dùng, trong đó có Masan Consumer. Tôi lấy ví dụ là cái việc rủi ro melamine hay là các cái hóa chất M3CD vân vân chẳng hạn, có thể giết chết ngay những cái hãng hàng tiêu dùng lớn, đúng không ạ? Thế thành ra là công ty này nếu mà họ phải kiểm soát rất tốt thì rủi ro nó mới nhỏ và không xảy ra. Tuy nhiên thì những cái rủi ro này luôn luôn hiện hữu, cho dù nhỏ hay to vẫn có. Thì đấy là cái chia sẻ của chúng tôi. Tiếp theo là về cái công ty này là một công ty trả cổ tức cao và có thể tăng trưởng trong tương lai. Chúng ta có thể thấy là những năm gần đây công ty này trả cổ tức khoảng 4.500 đồng trên cổ phiếu, trong khi thực sự năng lực của họ có thể trả là cao hơn. Năm 2019 họ trả 4.500, nhưng 2019 họ cũng lại chia thêm 15% cổ phiếu. Như vậy, cái cổ tức 2018 trả từng này. Như vậy, cổ tức năm 2020 của họ về cơ bản trả 2023 trả 4.500, nhưng thực tế đã tăng 15% so với 4.500 của 2018, cho thấy đang tăng trưởng. Nhưng 2022 họ không trả do giữ lại vốn để đề phòng những cái khó khăn, những cái rủi ro nhất định. Đây cũng là một điều rất hợp lý. Bên cạnh đó thì giữ lại một phần thì cũng để gọi là đầu tư tài chính cho vay. Và chúng tôi cũng được biết là cái khủng hoảng trái phiếu cuối 2022 đã khiến cho các tập đoàn phát hành trái phiếu kể cả tốt hay xấu đều bị ảnh hưởng, và Masan là một trong số đó. Cho nên cái việc điều chuyển, việc giữ lại lợi nhuận cũng là một điều hết sức bình thường. Tuy nhiên đến 2023 thì họ đã trả cổ tức bằng tiền 4.500 đồng, thể hiện một cái sự gọi là trả cổ tức rất là mạnh mẽ và tương đối là vững chắc và quay trở lại bình thường. Thì riêng cái tỷ suất cổ tức này so với vùng giá hơn 70 thì tương ứng với cổ tức xấp xỉ khoảng 6%. Thì đây cũng là một mức cổ tức cao hơn cả lãi gửi ngân hàng, trong khi tiềm năng tăng trưởng vẫn còn xa. Từ đó cho thấy rằng là đây là một cái doanh nghiệp có thể chấp nhận trong cái danh mục gọi là trả cổ tức bằng tiền, dòng tiền thụ động. Còn về định giá cổ phiếu MCH thì chúng tôi đưa ra phương pháp định giá PE so sánh. Vì sao lại như vậy? Vì về cơ bản là cổ phiếu này trả cổ tức cao, có thể chiết khấu cổ tức được, tuy nhiên là cũng có thể so sánh được. Bởi vì những cái doanh nghiệp hàng tiêu dùng về cơ bản tương đối có cái sự ổn định cao, và Việt Nam thì cũng rất nhiều các cái doanh nghiệp hàng tiêu dùng như vậy. Chúng ta có thể hoàn toàn tổng hợp lại và tính trung bình. Ví dụ như Vinamilk thì vốn hóa thị trường này là 147.760 tỷ, được coi là anh cả trong lĩnh vực hàng tiêu dùng ở Việt Nam. Thì PE khoảng 13, 14,3 lần, và Vinamilk là 9 muồi. Trong 3, 4 năm qua lợi nhuận không tăng, thậm chí giảm. Và từ 2023, 2024 có thể là nhích tăng trở lại một chút, nhưng mà vẫn là 9 muồi. Mộc Châu Milk là công ty con của Vinamilk, thì vốn hóa là 4.114 tỷ, PE là 10,9 lần, thì công ty này vẫn có sự tăng trưởng nhẹ 3-5%. Nguyên nhân vì sao Vinamilk thì không tăng trưởng mà Mộc Châu Milk lại tăng trưởng? Đó là bởi vì Mộc Châu Milk là ở trong cái là một phần ở phía gọi là Đông Bắc Bộ, à, Tây Bắc Bộ, thì ở trong cái khu vực đó thì về cơ bản sữa vẫn là một cái hàng hóa tiêu dùng chưa thực sự phải là phổ thông thiết yếu, mà do cũng nhiều hộ kinh tế khó khăn, đồng bào miền núi, tỷ lệ sử dụng sữa của họ vẫn thấp hơn so tiềm năng, do đó vẫn còn tăng trưởng. Bên cạnh đó thì Mộc Châu Milk thì liên tục mở rộng vùng nuôi vân vân, bởi vì đây là một cái doanh nghiệp hiếm có khi mà sở hữu được một vùng đất ở Sơn La với khí hậu ôn hòa rất thích hợp cho việc nuôi bò sữa, mang lại sản lượng cao và với cái sữa gọi là tươi hoàn toàn, chứ không phải là sữa bột mua về để hòa nước gọi là sữa hoàn nguyên đâu anh chị nhé. Tiếp theo là Sapeco, thì đây là một cái doanh nghiệp bia rượu đứng nhất nhì Việt Nam hiện nay. Trước đây thì họ đứng vị trí thứ nhất, nhưng mà hiện nay có thể rơi xuống vị trí thứ hai do các cái hãng bia ngoại đang ngày càng tiến lên. Thì trước đây thương hiệu bia Sài Gòn có sự tăng trưởng mạnh mẽ nhờ vào người tiêu dùng Việt Nam tăng trưởng uống bia rất mạnh.
Tuy nhiên từ khi có cái luật liên quan đến xử phạt giao thông uống bia rượu, từ đó khiến cho tiêu thụ bia rượu cũng có phần chững lại. Và Sabeco thì trước đây là một cái thương hiệu cũng khá sang trọng, nhưng mà hiện nay thì cơ bản là người ta thiên về các cái thương hiệu như Heineken, Tiger, Budweiser, rồi là bia Bỉ, rồi vân vân. Thế thành ra ảnh hưởng rất nhiều đến Sabeco. Thực tế thì PE hiện nay là 19,59 lần, và giai đoạn phát triển thì Azefin đánh giá thậm chí là chín muồi, thậm chí còn là đi lùi một chút cơ. Nếu nhìn sang bia Hà Nội thì đang đi lùi rất mạnh trong vài năm qua rồi, thì Sabeco cũng có dấu hiệu đang đi lùi, tức là chín muồi, nhưng chín muồi để đi lùi, thậm chí giảm tăng trưởng. Đó thì định giá vẫn tương đối cao. Về KDC thì đây là công ty gọi là thực phẩm Kido, đúng không? Tập đoàn Kido thì ngày xưa thì rất nổi tiếng với các thương kẹo bánh bánh kẹo Kinh Đô, nhưng mà bán thương hiệu Kinh Đô đi rồi và đổi tên tập đoàn thành Kido. Thì vốn hóa thị trường là 16.206 tỷ, PE bằng 37,65 lần. Thì tập đoàn này là một tập đoàn cũng là những ông lớn trong lĩnh vực hàng tiêu dùng, nhưng mà định giá cũng tương đối cao, đúng không ạ? Thì cái kết quả kinh doanh của Kinh Đô thì là biến động rất lớn, chứ cũng không hẳn tăng trưởng hay chín muồi hay là giảm, mà là họ phụ thuộc rất nhiều vào các cái dự án và các cái lợi nhuận bất thường từ việc bán tài sản đi. Có những năm thì ghi lợi nhuận vài ngàn tỷ, có năm chỉ một vài trăm tỷ, do đó nó biến động rất lớn. Về cái PE này thì cũng là một cái PE khá là ổn định đấy, chứ không phải PE của lúc lợi nhuận thấp đâu, do đó định giá Kinh Đô cũng tương đối cao. Tiếp theo là tập đoàn Pan thì cũng liên quan đến mảng nông nghiệp là chính, nhưng mà cũng là gọi là liên quan đến thực phẩm hàng tiêu dùng, thì định giá PE bằng khoảng 14,95 nghìn lần. Tập đoàn này thì vẫn mở rộng mua bán các công ty, nhưng chủ yếu là các công ty chín muồi và dùng thêm nợ vay vân vân. Thế thành ra là về cơ bản là cũng được xếp là chín muồi. Như vậy PE trung bình của các cái công ty này là khoảng 19,41 lần. Còn MCH thì sao? Vốn hóa 55.000 tỷ, cũng là công ty có vị thế hàng đầu trong hàng tiêu dùng Việt Nam, nếu không nói là nhất. À, với cái PE 8,34 lần, tức là chưa bằng một nửa so với mức trung bình của các cái doanh nghiệp hàng tiêu dùng trong ngành. Thì sở dĩ các doanh nghiệp hàng tiêu dùng được định giá cao đó là nó mang tính chất thiết yếu và ổn định, và ở trên thế giới cũng các công ty đó cũng được định giá rất cao. Còn về cái giai đoạn tăng trưởng thì MCH được đánh giá là tăng trưởng mạnh nhất trong các ông này, gọi là tăng trưởng ở mức trung bình nhưng mà cũng là mạnh nhất ở trong nhóm này. Như vậy có thể thấy nếu về mặt thuần định giá là tương đối rẻ, thì PE của MCH thì xứng đáng bằng trung bình ngày. Chúng tôi cho rằng như vậy, 19,4 lần là bình thường. Tương ứng với giá cổ phiếu sẽ là 182.000 đồng trên một cổ phiếu. Tuy vậy thì do có những rủi ro nhất định về khoản rủi ro phải thu nên định giá thận trọng. Thôi chỉ lấy ở mức 12 lần thôi, thay vì lấy mức 20 lần, 19,4 lần thì tương đương với khoảng hơn 60% so với mức định giá phù hợp thôi. Thì để cho nó thận trọng một chút, phản ánh những cái rủi ro nhất định. Thì giá cổ phiếu với mức PE 12 lần thì cũng là 111.400 đồng trên một cổ phiếu. Thì từ đó có thể thấy rằng là định giá theo phương pháp PE so sánh hiện nay thì cổ phiếu MCH là rẻ, rẻ so với các cái mã cùng ngành và rẻ so với thị trường, cũng như rẻ so với vị thế và những cái nội tại của cái doanh nghiệp này có. Vậy thì đề xuất và đánh giá như nào? Thì quan trọng nhất là đây là việc các anh chị hãy học hỏi cái phương pháp định giá này áp dụng cho tương lai của mình. Khi định giá so sánh thì cần phải lấy các doanh nghiệp cũng có sự tương đồng nhất định, và tính tương đồng càng cao thì cái độ so sánh chính xác thì càng tốt. Nên loại bỏ các cái biến số mang tính chất đột biến, ví dụ như là có một cái doanh nghiệp nào năm nay tự nhiên lợi nhuận về không nhưng mà bất thường năm sau trở lại, PE nó 1.000 lần thì chúng ta cộng lại thì nó sẽ sai. Bởi vậy chúng ta có thể bỏ qua nó hoặc lấy mức PE của cái lợi nhuận thông thường của cái doanh nghiệp đó. Tiếp theo thứ ba là tùy vào vị thế doanh nghiệp mà định giá xứng đáng cao hơn hoặc thấp hơn so với trung bình anh chị nhé. Không lấy định giá cách quá xa so với định giá của thị trường chứng khoán. Tức là nếu mà cái mức định giá trung bình quá cao so với PE của thị trường chẳng hạn, thì lúc ấy chúng ta cần phải điều chỉnh, chứ cũng không nên cố chấp lấy cái mức PE thật cao hoặc thật thấp anh chị nhé. Đó, còn cái việc tùy vào vị thế, ví dụ như là doanh nghiệp mà đầu ngành chẳng hạn thì định giá PE thông thường phải cao hơn trung bình ngành. Còn doanh nghiệp mà này trung bình thì định giá có thể là lấy mức trung bình ngành. Còn doanh nghiệp mà này ở năm cuối ngành thì tất nhiên không thể lấy mức trung bình của ngành được, đúng không ạ? Và phải điều chỉnh đi. Rồi tiếp theo là về MCH là doanh nghiệp hàng đầu nên thông thường sẽ được định giá rất cao. Tuy vậy MCH có những cái khoản mục phải thu lớn nên cũng cần phải có chiết khấu định giá, và như ở phần trên thì Azfin đã chiết khấu định giá từ 19,41 đến 12 lần. Về cổ tức của MCH thì tương đối cao, hơn 6% so với thị giá, và còn tiềm năng tăng trưởng nên được đánh giá cao.
có thể là xây dựng một cái danh mục liên quan đến dòng tiền từ cổ phiếu này. Và việc đầu tư cần phải xây dựng một danh mục đa dạng hóa để giảm thiểu rủi ro tập trung. Ví dụ MCH có những rủi ro nhất định. Nếu chúng ta là người rất ngại rủi ro và chúng ta không thích cái khoản đó chẳng hạn, chúng ta nên bỏ qua. Và nếu chúng ta rất thích thì chúng ta tham khảo ví dụ tỷ trọng 10% chẳng hạn, thì từ đó là rủi ro được dàn đều ra các cái doanh nghiệp. Và khi đó thì chúng ta sẽ an tâm trong việc ngủ ngon và hưởng cái dòng tiền từ các cái cổ phiếu mang lại. Thì trên đây chính là cái phần định giá PE so sánh áp dụng vào cổ phiếu MCH và bài tập về nhà đối với các anh chị nên áp dụng để anh chị ngày càng thành thạo và ngày càng đánh giá được những cái phương pháp định giá có ok hay không, có chính xác không, có hợp lý hay không. Thì đó là hãy áp dụng phương pháp định giá PE so sánh vào định giá cổ phiếu ACB hay là cổ phiếu MBB hay cổ phiếu Techcombank. Thì đó chính là bài tập về nhà của anh chị và rất hy vọng anh chị hãy làm thật nhiều và comment phía dưới thì AZFIN Việt Nam sẽ hỗ trợ các anh chị. Xin chúc các anh chị thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.